Hôm nay đi chợ sớm này cả nhà. Xe này, nhà mang chưa? Đó. Chợ sớm bấm đi hầm. Hôm nay đi chợ để mua trái cây với lại đồ cá với thịt. Biết có mua cá không, nhưng mà trái cây là phải mua đây cả nhà. Hoàng ở xe này cả nhà. Tấp nập luôn. Đó. Bây giờ là 5 giờ 15 sáng cả nhà. Tập nập xe gỗ. Thấy đi chị. Rồi, bây giờ vô chợ nha cả nhà. Chị trông em mới lấy xe đẩy đó. À, chị hỏi cái thằng nữa thế. Nó hỏi Assalamu alaikum. Hay vô trong, nếu như không thì mình mượn đồng 2 đồng chi được chị. Cả nhà Thanh Long này cả nhà. Bên này là chanh này. À, trái cây. Đi tìm chiếc xe mà mẹ cũng có hết. Wow, không mập đặng này cả nhà. Cái này là khoai. Cái này bì này. Cái này mía, nhưng mà mía này cứng lắm cả nhà. Bữa em có mua lưng rồi, nó cứng ngắc ăn nổi. Cái này là chỉ có xay được mía thì ok. Wow, ngồi dưa hấu này cả nhà. Wow, dưa hấu này là chắc dưa hấu vĩ đại. Khiếp chưa. Đó. Sợ. Em đi quay một vòng rồi ạ. Này em mua trái cây sau ngày cả nhà. Sao như thế thì có bằng không? Đó, mỗi lần cái này là người ta bán xỉ này cả nhà. Như một xe bì vậy đó. Quả trời trái cây, rau củ quả. Người đi mua kệ đi bán tập nập luôn. Rồi chanh này, chanh mình bán cái thông dễ sợ. Dừa thì chào thì em mua một thùng hoa này cả nhà.
lại hộ hòa đâu. A little bit bit. Qua qua. Em phải vô trò. Thank you. Thanh long này cả nhà. Cái này là thanh long đỏ nhá. Đó. Em cũng mua thanh long này luôn. Wow, mà cũng ngon cái này. Can I get a little bit? Excuse me, can I one more box? Yeah. What's the kilo? Wow, ngon hè. Nhưng mà tại vì hôm nãy đi ngang đấy để ý. Wow, thương mà câu ngon như này cả nhà. Em mua thông luôn. Chị hỏi cái thứ nó có thông mới không là ngon thôi. Wow, không đi cùng món này. Can you chew? I buy chew không? Cả nhà, bây giờ em đi chợ cả này cả nhà. Wow, bây giờ nó có bán đồ đầy đủ chưa? Cái này là đồ đống đá này cả nhà. Cái này bò với lại heo cũng được cả nhà. Đó, cái này do heo này. Wow, trời luôn. Bên này cái gì đây? Cái gì vậy chị? Bò ở ngoài kia hình như 9 đồng ký. Mà đây bao nhiêu? Cái này là gì đây vậy? Ồ oh. Bây giờ hôm nay chưa sớm nè. Quá wow, trời luôn. Cái này là gà. Cái này là chim cút. Chim đông 50 bi. Chim đông 50 bi chị. Bốn con. Đây. Tất cả. Come on. It's chin chin chin. The video is. Cả nó cái nha. Ủa sao nó có cái chín đó? Are you aware of the English saying patience is a virtue? No. There you go. The bit falls off, they don't have people stabbing in the head. Cá này biết cua gì đấy người ta biết còn ngon không ta. Cái này là cả chim trắng này cả nhà, em mua 4 con. Bên này cả nục nha. Còn bên này cả gì đó đỏ em cũng biết nữa. Yeah. Cái cải gì này, cải gì cả nhà ơi, con cái này là tôm này. Cái này là căng cua này cả nhà, em mua ít. Cái này là căng cua là người ta luộc chín rồi mình về mình chỉ hấp lại cho cả nhà. Cái này là cua, biết cua gì à, em mua nhiêu đây này cả nhà. Cái này là 25 pound này cả nhà. Rồi, thank you. Okay, darling. 25 pound. Alright. 750 ngàn này cả nhà. Nãy giờ mua được từ xe đấy này cả nhà, hai chị em. Không người này cả nhà. Rồi, chị em cũng
cái này lên nằm đi. Bên kia là cái cụ xe cả nhà. Cái này nằm nè cả nhà. À tươi luôn, cả thông gì cả nhà. Em mua một thông này nè. Bên này cũng nằm luôn. Quá wow, tươi luôn. Em mua một thông này. Thông này là 8 đô nè cả nhà. Ở kia kìa. Bây giờ chuẩn bị đi về thôi mới thấy thông nằm ngon quá. Đi mua. Chị em mua luôn mà tí. Em thấy ngon quá. Đi mà điên nổi. Này bỏ lên đi. Oh sorry. Yeah, yeah, sorry, sorry. Đó, hôm nay có anh đẹp trai tới đây ăn cũng giúp chị chồng em bị xe tay kia ra xe rồi cả nhà. Vô được phục được ảnh tới đây ăn. Không phục được ảnh tới đây ăn ra lắng dễ sờ chưa đẩy ra từng xe luôn à. Mua nguyên xe đó bây giờ ảnh tới đây ăn đẩy ra từng xe cho chị chồng em đó cả nhà. Cả nhà em đi chợ sớm về mua được nhiều đây nè cả nhà. Hôm nay không có đủ đủ. Mua được thông thanh long. Với là thông mướp. Thông nấm. Thông mặn câu nè cả nhà. Với lại nhãn cái hana. Với lại trong này là cả cả với cua, tăng cua đó cả nhà. Nhìn nó tươi nè cả nhà nha. Ngon thấy rồi. Hello cả nhà, rồi sáng đi chờ con trái Huế đi chợ sớm nha cả nhà. Được. Bây giờ thưởng thức hai trái mặn cầu nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn hai trái mặn cầu. Hai trái mặn cầu cả nhà. Hai này ăn cái gì vậy? Mặn cầu khu gia nha cả nhà. Quá trời đẹp luôn cả nhà. Mời cả nhà ăn. Coi mày mua ở ở đâu ta? Siêu thị. Siêu thị. Vậy chị này chị mình mở lắm nhưng không mở được. Con nào xích giá? Xong chị này mở được bên kẹo cái này lên chị đọc rồi. Baby không mở ra được. Mời con bị mở thôi. Mặn cầu ngọt quá cả nhà ơi. Ngọt đến à. Quá trời ngọt luôn. Ngồi dưới dòng sông ăn mặn cầu. Bị thèm. Hết luôn rồi nha. Đến nửa trái rồi. Ba ăn kìa quả. Cái gì ghê. Ba ăn mực luôn luôn. Ngon quá cả nhà. Quá trời ngon. Ngon thì kiếm cũng có 2-3 kia rồi. Bằng cầu bên đây cũng mắc lắm cả nhà. Không bánh giờ là cục được, cái cũng mắc. Bao nhiêu tiền thùng? À, một thùng như 2 cái ngon. Cả nhà hình nói. Hình nói AAM CTPM. Con ngồi xuống nói chuyện được mà. Sit down please. Anh ngồi xuống. Sau thì con đưa này nè. Này là nè. Hình
8 a.m. to 2 p.m. get started. 9 a.m. 3 p.m. remember your goal. 10 a.m. 4 p.m. keep chunking. 11 a.m. to 5 p.m. don't give up. 12 p.m. that's where I am. p.m. to 6 p.m. almost there. Wait, let me put my glasses on. 19:19 and 7 p.m. You did it, Rufio. Quá chừng học. Con kéo cao lên cho bà. Stand up, yeah, đúng rồi, đúng rồi. Mời cả nhà ăn. Quá trời đấy. Ăn mặn cầu. Thank you. Martina.